Hồi bữa sau khi mà lên cái video cách làm bánh su kem thì Ri thấy mọi người hưởng ứng rất là nhiều luôn. Vậy cho nên là Ri đã quyết định sẽ lên một series bánh su. Bánh su thì có rất là nhiều loại á mọi người. Bánh su truyền thống, bánh su dẻo hay còn gọi là bánh su Singapore và bánh su vỏ giòn. Hôm trước làm su kem truyền thống rồi, hôm nay Ri sẽ làm su dẻo Singapore nha. Su vỏ giòn thì nếu như bạn nào thích thì nhớ comment bên dưới. Nhiều người hưởng ứng thì Ri sẽ lên video. Su Singapore này thì Ri thấy có nhiều người làm bị fail á, nhưng mà đừng lo, đã có Ri rồi. Mọi người cứ làm theo công thức này của Ri, xem kỹ càng từ đầu đến cuối thì Ri chắc chắn là mọi người sẽ làm thành công. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần kem sữa trứng của bánh su trước nha. Phần nguyên liệu cần có thì mọi người chuẩn bị cho Ri như sau. Để làm sốt kem trứng thì mình chỉ sử dụng lòng đỏ thôi. Mọi người đánh tan lòng đỏ với đường, sau đó thì mình sẽ thêm vào bột bắp, trộn cho thật đều xong thì mọi người sẽ đun nóng sữa tươi nha. Sữa tươi ở đây mình sẽ sử dụng là sữa tươi không đường. Mọi người chỉ đun cho tới khi nào mà nó vừa tỏa hơi nóng lên thì mình tắt bếp. Tuyệt đối là không đun sôi nhé. Mình sẽ từ từ đổ sữa tươi vào khuấy chung với hỗn hợp lòng đỏ trứng, vừa đổ vừa khuấy đều. Sau đó thì mọi người sẽ đổ ngược cái hỗn hợp lại vào nồi. Nếu như có vani thì mọi người thêm vani vào cho thơm nha. Còn nếu mà không có thì bỏ qua cũng được. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp trên lửa nhỏ, khuấy liên tục cho tới khi nào mà mọi người thấy nó sệt lại như thế này nè thì mình sẽ giảm về lửa nhỏ nhất và cho bơ nhạt vào, đảo đều cho bơ nhạt tan chảy và thấm hoàn toàn vào bơ là ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong sốt kem trứng rồi nè. Mọi người cho sốt kem trứng ra tô, xong rồi mình dùng màng bọc thực phẩm bọc sát mặt lại để cho sốt không có bị khô nhé. Cho sốt kem trứng vào tủ lạnh lát nữa xài. Giờ thì mình sẽ chuyển sang làm lớp vỏ bánh su dẻo nha. Bánh su dẻo này thì nguyên liệu của nó rất là dễ tìm. Đầu tiên mọi người cho vào nồi nước, dầu ăn, đường và muối. Mình đảo đều ở lửa nhỏ vừa cho tới khi nào mà mọi người thấy phần nước nó sôi nhẹ thì mình tắt bếp. Xong rồi mọi người rây vào bột mì. Nhớ là phải tắt bếp xong rồi mới rây bột mì vào nha. Bột mì ở đây đi sử dụng là bột mì đa dụng hoặc là bột mì súp 11 cũng được nhé. Rây bột vào xong thì mọi người bật bếp lại ở lửa nhỏ. Mình sẽ nhanh tay đảo đều trong vòng 1 phút. Đảo tới khi nào mà nó mịn như thế này nè thì mọi người tắt bếp nha. Mình sẽ để im tầm 5 phút cho bột nguội bớt. Sau 5 phút thì mọi người sẽ thêm bột năng vào. Mình trộn đều cho bột năng thấm hết hoàn toàn vào xong thì mọi người sẽ thêm trứng vào nha. Ở đây lượng trứng mình thêm vào là 2 quả trứng. Trọng lượng của một quả tính cả vỏ là từ 60 cho tới 65 gram á mọi người. Nếu như mọi người sử dụng trứng nhỏ hơn thì mình cần bổ sung cho nó đủ lượng trứng nha. Mọi người sẽ đánh tan trứng, sau đó thì mình sẽ chia làm 3 lần để thêm trứng vào. Hỗn hợp này trộn bằng phới thì nó khá là khó trộn á mọi người. Tốt nhất là mọi người nên đánh bằng máy đánh trứng. Còn nếu như mà không có máy đánh trứng á thì mọi người nên trộn bằng phới lồng sắt nha. Khi mà không có gì luôn á thì mới hẳn trộn bằng phới silicon. Hỗn hợp đàn là khi nhấc phới lên thì nó tạo thành trạng thái tam giác ngưỡng như thế này nè. Mọi người nhìn kỹ trạng thái của nó nha. Nó không có bị lỏng quá mà cũng không có bị đặc quá. Mũi tên của nó là hướng xuống nhưng mà nó không hề bị chảy ha. Phải tới khi nào mà mình rung rung mạnh á thì nó mới chảy xuống. Còn nếu mà để yên nguyên như vậy nè thì nó rất là khó chảy. Nếu như mà mọi người sử dụng trứng quá lớn á khiến cho hỗn hợp bị lỏng á thì mình nên thêm bột năng vào để cho nó đặc lại nha. Còn nếu như mà bột nó bị đặc quá thì mình còn phải thêm trứng vào. Khúc này rất là quan trọng nha mọi người, cho nên là mọi người cần phải quan sát kỹ cái trạng thái của nó. Cứ tam giác ngược là ok. Mọi người cho bột ra túi bát kem, mình cắt một cái lỗ tầm nửa cm ha. Xong rồi mình sẽ nặng ra khay nướng. Mọi người cố gắng nặng sao cho mà nó không có bị gấp khúc với là không có bị nghiêng quá nha. Khi mà mình nặng đều như vậy nè thì bánh sẽ nở căng tròn rất là đẹp luôn. Tạo hình xong thì mọi người sẽ xịt lên một lớp nước mỏng, sau đó mình dùng ngón tay chấm vào nước, nhấn lên để loại bỏ các cái chóp nhọn nha. Mình sẽ nướng bánh ở 200 độ trong vòng 10 phút. Sau 5 phút thì mọi người nhanh tay mở lò ra, sau đó mình xịt vào một lớp nước nữa. Tiếp tục nướng cho tới khi nào mà hết 10 phút thì mọi người sẽ giảm về 175 độ và mình nướng trong vòng 35 cho tới 40 phút nữa nha. Bạn nào không có lò nướng thì mình cũng có thể nướng bằng nồi chiên không dầu nhé. Ở đây đi test thử 3 cái nướng bằng nồi chiên không dầu cho mọi người coi nè. Mình cũng tương tự là xịt một lớp nước, sau đó chấm lên cái chóp để loại bỏ chóp nhọn. Xong thì mọi người sẽ nướng ở 190 độ trong vòng 10 phút. Cũng tương tự như là nướng, đó là sau khi mà nướng được 5 phút á thì mình cũng xịt lên một lớp nước mỏng, xong rồi tiếp tục nướng cho tới khi nào mà hết 10 phút thì mọi người giảm về 160 độ và mình nướng thêm 35 cho tới 40 phút nữa nha. Ta-da! Bánh này nhìn đúng mê luôn á mọi người. Bánh đạt là khi mà nó nở căng ra như thế này nè chứ không có bị xẹp. Mọi người dùng một cái que mình trò vào bánh, viên này sẽ giúp cho hơi nóng bên trong bị loại bỏ, từ đó giúp cho bánh không có bị xẹp khi mà nguội á mọi người. Mọi người nhớ là phải trò ngay khi mà mới nướng ra xong á nha. Bên trong bánh nó sẽ giống như vậy nè mọi người. Ri thì Ri thích bên trong nó còn dẻo dẻo như vậy, còn nếu như bạn nào mà thích bên trong nó rỗng hoàn toàn á thì mình sẽ nướng thêm 5 tới 10 phút nữa nha. Còn đây là bánh khi mà nướng bằng nồi chiên không dầu. Mọi người nhìn nè, ngoại hình của nó sẽ hơi méo mó chứ không có được cân và đẹp như là khi mà mình nướng bằng lò nướng. Chỉ là bị ảnh hưởng ngoại hình một chút thôi, cơ mà ăn vẫn ngon như thường. Cho nên là bạn nào không có lò nướng cũng đừng có lo nhé. Sau khi mà bánh nguội bớt á thì mọi người sẽ nặn kem vào. Đây là thành phẩm bánh sau khi mà nặn kín kem nè mọi người. Rất là ngon luôn. Bánh này ngon nhất là khi mà mình ăn lạnh, cho nên là mọi người nhớ bỏ vào tủ lạnh vài tiếng rồi đã ăn nhé. Khi mà làm bánh này mọi người phải cẩn thận nha, tại vì ăn rất là ghiền luôn. Bánh này đi làm không bao giờ đủ luôn á, cứ vừa mới lấy ra là hết sạch sành xanh chua đầy bán nước nha. Nghe vậy là mọi người biết cái độ ngon của nó rồi đó, cho nên là nhớ làm nha. Nếu như mọi người muốn Ri lên công thức bánh su vỏ giòn thì nhớ comment bên dưới. Nhiều sự hưởng ứng thì Ri sẽ lên thôi. Vậy nha, bye bye. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là an nhiên.